À, mình vừa mới đi Hàn Quốc về thì giọng vẫn còn khang khang mọi người, tại vì bị đau họng á, là ngồi chị Việt Nam mình nói nhiều cho nên là bị đau họng. Đó thì bữa nay mình sẽ mua thùng quà thứ ba hay là thứ tư gì đó không nhớ rõ của chị Nguyệt Hà chi mua, chị Hằng Nga vui hả? Ở bên Anh mua. Wow, công chúa vui hả? Ngày hôm mới đi gãy với ông nội về cho nên là đang thùi lùi luôn mà không thể ở với bà nội gần chục ngày mọi người, mập lên rồi mà nghe lời lắm, ngoan lắm. Thằng này là phải không có mẹ anh đó, mẹ nó phải bỏ ở với bà nội nó mới ngoan được. Ăn cơm nhiều mà nghe lời nữa. Wow, chị Hằng Nga nói là quà ngày quốc tế thiếu nhi cho thầy Hô thì mình nghĩ đó là cái đó đó. Có mồi á. Cha đã cha cảm ơn. À xe. Thế bây giờ mình sẽ cùi. Wow, 800 một chiếc cơ. Chúc cam đi ta, chúc mừng cái tết thiếu nhi của thầy hơn nha. Ở đây đi ra chúc cam đi ta. Cảm ơn hết đi. Cảm ơn hả chị? Cứ kệ. Thế nha, cảm ơn bố bố. Cảm ơn. Cảm ơn. Ừ. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, 약 약간 있어요. 요양 있는 게 있네. 가만히 있어요. 우리 하기서 천천히 내보자. 알지? 알지? 이거는 아 이거는 아 이거 갖고 있다. 하, 뭐 đó có vẻ gặp khó khăn trong cái vấn đề à. 뭐라 한숨 쉬지 마. 더 이야. Bà nội nó mở lâu cũng cho nó quá, nó ngồi nó thở dài. Từ từ rồi nói mở cho. Bây giờ nó. Đó, xe điều khiển từ xa nè mọi người. Wow, cảm ơn chị Hằng nhiều lắm nha chị. Trời ơi, chiếc xe màu đỏ tươi luôn mà chạy nghe như tên lửa vậy. Rồi bà nói rồi nó chạy mọi người, nó chạy rồi. Wow, ô rồi nè, bà nói nó wow thích dữ. Ủa, ok, xe chạy mạnh ghê luôn á. Lamborghini gì đâu á. Mẹ ơi, chiếc này trúng bánh nghe con. Wow, chụp cái tà theo cái cười kìa. Ôi trời ơi. Trời mẹ. Tà theo nó phái kìa. Được chứ. Được quá. Có mà sư thế thì. Cảm ơn, cái gì cứ kệ. Theo cảm ơn. Yêu cái bốc ngọ. Cảm ơn. Giờ tới mình ăn thử bánh này ha. Cảm ơn em cười cấp trên cho mọi chia sẻ. Bạn ông khoai trà. À đây bánh này đây. Bánh quy á mọi người. Khoai trà. Mà thích xây á. Mẹ chồng mình nó bị sô-cô-la. Trời ơi nó chạy. Ủa, trời, nó quăng cái đồ chơi đi. Bánh gì vậy ta? Mùi xương khoai chai á. À, bánh sô-cô-la. Bù đưa lắm nè. Mày cho mà nó mềm lắm. Ồ. Bánh chưa? Nè. Hay. Có mềm. Ngon quá. Anh hát một em nó là mình vậy. Mẹ mình nói mấy cái này ở Hàn Quốc không có. Mẹ chồng mình nó đẹp quá. Khoan mặt nhỉ. Bây giờ bây giờ mình nó ăn bánh ngọt mà ngon. Bánh gì nữa nè, hình như ở trong của nó là nhân dâu tây thì phải. Wow, mà xin nước ta đây nè Johnny, mà theo dõi đây cái gì. Mẹ mình nói là dâu tây theo thích thì đúng không? Tôi xem. Rồi sao?
유자? 응, 유자, 꿀 먹고는. 매 mình nói cái mùi của giống như là mật ong á mọi người, với lại dâu tây á. Theo hồi con chị tôi bắt thả mất. Theo chị đây là coi như ăn cơm xong luôn rồi đó. Bà đi sớm. Mày chị à. Mua rồi mày tập. Mẹ chồng mình kêu mình ăn thử đi. Bà cả hồi rồi cứ tối nắm mà tay tay rồi. Ừ. 기다려. 저는 무슨 꿀 맛 그런 게 같다. 알았지? 응. 이게 뭔 얘기야? 꿀이 뭐야? 왜 막 아무 말이야? 이 안에. 응. 그치? 그치 봐. 하면 쪼개. 나 꿀맛이 착해요. 맛있네. 오, bây giờ tới sô cô la. Thì không lái xe đâu mà chú nghe hát đi con. Mẹ mình thích sô cô la lắm mọi người. Thôi à. Chính nghe tôi có con nên là cái mặt xa. Đó là chè. Con đi đâu chính nghe lại mình ăn bà. Mẹ mình dặn thằng Thầy Hô á, đừng có đem xuống dưới quê với thằng Trung Dân nha. Nó đòi rồi lộn dưới đường đâu mà đỡ. Kìa, theo giờ sô cô la. Wow, đủ kiểu đủ màu luôn. Trời nó phái. Hai bà cháu đều phái sô cô la. Với anh bà đông cũng phái lắm luôn. Mình thì là không thích ăn sô cô la lắm. Hai mình không? Hai mình không? Anh ba thì chụp. Ồ, trời ơi, cảm ơn. Ngồi chai lo cho mẹ nữa kìa. Đem lại cho mẹ ăn cục. Mà xin mẹ. Ừ. Nhưng xin chụp lên thử. Nhưng mà mẹ không thích ăn sô cô la. Thấy chưa? Nó là hai bên tư rồi. Ôi nè. Mua. Lại là sô cô la nữa. Ồ, như là sô-cô-la trắng này á. Nếu mà sô-cô-la trắng thì mình thích. Không biết sao mà cùng một kiểu sô-cô-la nhưng mà mình lại thích loại màu trắng. Thầy Hô công nhận mình đi mới có 10 ngày. Ờ, 8-9 ngày thôi. Mà nó mọc lên rõ rệt luôn trời. Ở với bà nội công nhận ăn được thì thiệt á. Bà nội lo cho ăn đầy đủ luôn ha. Ủa sao chứ ừ, nhưng mà trong lúc vận chuyển á, tại vì cái này nó mỏng quá cho mọi người, anh chưa mỏng rồi, cơ mặt sức của lại, nó bị mỏng quá cho nên là vận chuyển nó bị bể. Cái này anh đang nướng vào có ốp à? Bây giờ là xong cái phần ăn rồi, đó bây giờ tới cái phần mặt nè, chị Hằng Nga phải gửi cho cả ăn lẫn mặt rồi lẫn chơi luôn. Cái gì mà xin ông sư phụ? Thì chẳng ịn nâng xoay trở sang sang gờ là sờ ở bên bố của nó là ít bờ là của hè à. Mẹ chồng mình nói cái này phải mình bằng mới được. Chết mà sao mẹ chồng mình nói cái áo này là của người trẻ của mình bằng. Wow, đẹp quá. Mùa đông này sẽ không lạnh rồi mọi người ơi. Cảm ơn chị Hằng. Cái áo này chắc là phải cho thằng con trai của anh chồng mình, tại vì thằng Thầy Hô đối với nó thì nó hơi bự, mà con Hà Dương thì hơi nhỏ, hơi bự. Thằng Thầy Hô bận thì hơi nhỏ, còn Hà Dương bận thì hơi bự. Phải cho thằng em chồng, thằng con của em chồng bận. Cái này là có thằng Thầy Hô đúng không nè? Dạ, với đồng ốt tạch. Đang bây giờ đang mùa hè, đang cần áo mùa hè là gửi đúng luôn. Nà thép cơ ta. Ừ, cái đó là của Nà Thè đó, Nà Thè Hô đó. Như một. Thầy Hô thì ông bao nhiêu cỡ? Cái này cho mẹ giờ mình mở cái áo này đi. Hiếm thì của nó ibon để cái tính bù lao sợ tầng bao. À. Hiếm bù lao sợ cái quần chân mà sao mà xin cái nào. Hiếm bù lao sợ anh ấy cái quần phát cái bao đâu. Hiếm bù lao sợ mẹ giờ mình kêu mình bạn đi. Bạn cái áo sơ mi trắng ở trong. Bạn cái áo này ở ngoài. Ừ. Đẹp quá, sắc cao đẹp quá. Anh ni bù lao sợ cái quần ibon. Mẹ giờ mình kêu bạn đi, mình bạn đi đẹp lắm á. Như một số. Ba chi nè. Shimada, on pizza da. 원피스 이지가 좋아하는 원피스. 오 이지 잘 입고. 응. 네 안 입으면 이지 좋네. Cái này chắc là mình cho em chồng mình bận đi. Tại vì em chồng mình hay bận đầm bận váy rồi đó. Quá hay. Với lại sắc. À, xin cái gì cái chim ai kia. Với lại sắc nách. Còn mình á, mình đang cho Hà Duyên bú á, đâu có bận váy được.
mọi người thường hay nói là tại sao mình không bận nào bận quấy, nhưng mà tại vì là do mình đang cho con bú, không lẽ giờ bận cái đầm dài hoàng không lẽ kéo từ dưới háng kéo lên cho nó bú mọi người. Còn nếu mà bận đầm hai mảnh á thì cũng được, nhưng mà bất tiện lắm, vẫn còn con nhỏ mà, cho nên đợi một thời gian nữa đi, mình sẽ bận đầm bận quấy cho mọi người coi nha. Cái này là của con bé gái lớn đó, con gái lớn của em gái em chồng mình á, con chị Song á. À, 이거 이래 갖고 한물인가 봐. 이거 한물도 되고 김글도 되고. 그래. 오이, 나테. Cái này là của Nate nè. Nate Ho đó nè. Superman. Superman của Nate nha. Superman. 좋겠다. Nate. Nate bữa nay được ốt rồi được áo nữa. Ở lột được áo rồi, được đồ chơi nữa. Theo hôm nay chúng mánh rồi. Ba chị này. À, đi y bộ. Cái quần này của mình. Ủa, cái tiêu thì đẹp cái này. Quần này của mình bằng đẹp dịp này. Chưa này. Ôi, là anh ấy phơi á. Ấy, ưu nè, cậu chịu. Chắc ta. Quần này mình bằng luôn. Hà Dương. Wow. Câu nhận chị Hằng nghe lựa cái đầm. Cái này là cái gì? 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 Cái này đồ này cho Hà Dương nhưng mà hơi lớn chút xíu để thời gian sau nữa bạn, nhưng mà đẹp thiệt á, công nhận chị Hằng Nga lựa đồ đầm váy cho Hà Dương cái nào cũng đẹp chứ á. Bữa hổm cái đầm mà chị Hằng gửi cho đó, mình tặng cho Hà Dương đi đám cưới của con gái dì Phú. Cái này là cái L L Oppa Oppa nè, như Oppa chỉ có gì Oppa giờ dù chung size chơi sợ như cái bơi tiền. Anh bao giờ này mập chúng ngãi heo cho nên là bạn cái áo này mới vừa. Đó, Hà Dương đó, wow. Sao mà công nhận? Cái đề yếu này nữa. Xin chào Hà Dương anh đây, ôi trời sao? Đẹp quá. Cái gì ta chơi rồi này? Ờ, mờ đi. Từ kia cuối cùng mẹ chồng mình cũng được cái áo. Cuối cùng mẹ chồng mình cũng được một cái áo đấy bạn rồi. Chế bốc không có sao mà bà mẹ. Hơi bự à, làm sao bây giờ? Kệ bạn đại đi. Cái chân ít bơi thôi, bạn đại đi mẹ. Ủa ít bơi. Ủa xin chăm ít bơi nè. Mẹ chồng mình vừa ý cái áo này quá à. Nói cái áo này đẹp quá trời luôn à. Mà hơi gọng, bị sai, chắc đi mai lại đi. Chắc đi vô sửa lại. Ủa chứ có chân này gì sợ cho rồi. Ôi nha nha. Anh chắc là sơ cái chân ấn đi là cái chân xăng rồi à. Tại lên sao làm gì? 이거를 가서 옷수선에 가서 이제 약간 줄이에요. 응, 이게 tiệm quần áo mọi người. Mình sửa lại, mình nhờ người ta sửa lại cho mình chút xíu nữa. 옷수선. 맞아, 맞아, 맞아. 아까 봤어. 이게 있는 줄이 뭐야? 제일 참 좋네. Cái này á, tại vì giải tốt, đẹp nữa cho nên là. 이따가 있어. 어. 이게 작고 이게 크다. 아, 저거 봐. 와, 네. 아, 예쁘게 되니까 뭐 이거. 이거는 이거는 어, 진주가 이쁘다. 옷이 똑같이 안 나왔다. 이거는 cái này chắc mình bận nè. 이거는 그냥 네 아들 그걸 할 때. cái này tới mùa hè mùa thu á, trời sẽ lạnh á. 남자가 아니다, 여자가 그냥. Vậy được hai cái áo sơ mi cùng một size luôn. Thì để coi mình có cái nào phù hợp với thằng ông anh rể thì mua cho á, lộn thì chi chọn cái đó.
Cho anh ba đông một cái, cho ông em rể một cái. Anh nói à, bao nhiêu hơn kìa, ủa ba hơn kìa ấy còn. Ấy tại vì ở với nhau thì có sao mình như vậy. Anh à, ba chồng mình thì bự lắm. Chút à. Không bận vừa đâu, ba chồng mình nhỏ con lắm. Chút chút à. Cái này không có hợp với ba chồng mình. Dạ theo ý đi qua mà mua đi ý sợ cô. Theo lại đây chào tạm biệt mọi người này con, cảm ơn nè. Rồi á, cả nhà mình á, cảm ơn chị Hằng nghe rất là nhiều. Đã gửi quà cho em, gửi quà cho gia đình dòng họ em, gửi quà cho thầy Hô đó. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký, like và comment cho mẹ bỉm sữa dì Quân TV. Tạm biệt mọi người. Thank you.